Chị trên tinh thần đoàn kết quốc tế cùng chia sẻ trước đại dịch COVID-19, sáng nay 10 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu tổ chức tiêm vaccine miễn phí cho người nước ngoài đang làm việc, cư trú trên địa bàn thành phố. Chị Jasmine, người Anh sống ở thành phố Vũng Tàu 4 năm nay và hiện là giáo viên tiếng Anh tại trung tâm Mitchell English Class, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, trung tâm Anh ngữ này dừng hoạt động. Chị ở nhà, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát, một số lĩnh vực, ngành nghề khởi động trở lại, trong đó có giáo dục, nên được tiêm vaccine phòng COVID-19, chị rất vui và yên tâm khi trở lại giảng dạy. Rất là tuyệt vời và cảm ơn sự hỗ trợ quan tâm của chính phủ Việt Nam, của thành phố Vũng Tàu dành cho người nước ngoài. Tôi thấy yên tâm để quay trở lại công việc. Nhận thông báo đi tiêm phòng dịch COVID-19, ông Michael Cokeyfield, người Anh, đang sống tại Vũng Tàu đã có mặt rất sớm tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để thực hiện các thủ tục. Sống ở Vũng Tàu hơn 20 năm, ông không mấy khó khăn trong việc cung cấp thông tin cho lực lượng làm nhiệm vụ tiêm. Được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, ông cùng những người nước ngoài rất xúc động vì trong điều kiện nguồn vaccine còn hạn hẹp mà chính phủ Việt Nam, chính quyền Vũng Tàu vẫn chia sẻ cho người nước ngoài tại địa phương. Rất cảm ơn ở Việt Nam để giúp đỡ tất cả là người nước ngoài, bởi vì là COVID là rất là nguy hiểm. 1.000 người nước ngoài được tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 trong ngày 10 tháng 10 ở Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đều là những người lớn tuổi, làm giáo viên, kinh doanh và có nhiều quốc tịch như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia. Để không bỏ sót, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các phường rà soát, lập danh sách người nước ngoài, phân định cụ thể đối tượng đã tiêm mũi 1, mũi 2 hoặc chưa tiêm theo quy định. Sau khi lập danh sách thì chúng tôi cũng đã tổ chức dịch thuật những cái nội dung về công tác tiêm chủng cũng như là những cái hướng dẫn cụ thể để người nước ngoài họ tiếp cận với cả những cái thông tin, đồng thời là tổ chức cho từng địa phương để lập danh sách và làm thư mời những người nước ngoài sinh sống trên địa bàn của từng phường đi tiêm trong ngày hôm nay. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng, người nước ngoài trong diện tiêm đợt này được thông báo thời gian đi tiêm theo khung giờ. 40 tình nguyện viên, phiên dịch viên được thành phố huy động để hướng dẫn người đến tiêm thực hiện nghiêm và đúng quy trình. Thì công an thành phố cũng đã phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự cho cái buổi tiêm vaccine này. Trước cái buổi tiêm thì cũng phối hợp với lại ủy ban các phường xã và ủy ban thành phố để tập hợp cái số liệu người nước ngoài hiện đang sinh sống ở thành phố Vũng Tàu. Tôi nói được tiếng Anh và tiếng Nhật thì nhận được sự kêu gọi từ ban phòng chống dịch thành phố Vũng Tàu. Thì hôm nay những tình nguyện viên chúng tôi đến đây để giúp đỡ bên y tế để thực hiện tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho các đối tượng là những người nước ngoài. Đến trưa ngày 10 tháng 10, việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành, sức khỏe những người được tiêm đều ổn định. Và đến thời điểm này, 100% người nước ngoài tại Vũng Tàu đều đã tiêm ít nhất mũi 1 vaccine phòng COVID-19, tương đương với 3.500 người.